Cầu Cấm dài hơn 123m, rộng 24m, là nơi thắt nút ba huyết mạch giao thông, đường bộ 1A, đường sắt Bắc Nam, đường thủy kênh Nhà Lê. Vì vị trí chiến lược này mà thời chiến tranh chống Mỹ, Cầu Cấm từng được ví là túi đựng bom đạn Mỹ. Nơi đây có 172 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh. Là công nhân giao thông bám trụ tại Cầu Cấm trong những năm tháng ác liệt đó, nhà báo Văn Hiền đã có mặt và chứng kiến sự chiến đấu và hy sinh anh dũng ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu, bảo vệ giao thông huyết mạch Bắc Nam. Là mình là một anh công nhân giao thông, lại bám trụ ngay cùng với các đơn vị thanh niên xung phong. Rồi đội cầu 5, đại đội 30 của tiểu đoàn 27 công binh bám trụ đấy. Khốc liệt nhất là từ 65 cho đến 68. Là ngày mùng 5 tháng 2 năm 1967, ngày hôm đó đánh 300 trận, cái đại đội bảo vệ cầu Cấm đóng ngay ở cái vườn họp, chết 18 người. Và thanh niên xung phong chết 15 người. Với cường độ và quy mô đánh phá ngày càng tăng, hòng cắt đứt mọi tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, Cầu Cấm bị máy bay Mỹ đánh 800 trận. Năm 1966 là 1.200 trận. Đặc biệt trong năm 1967, máy bay Mỹ trút xuống Cầu Cấm 27.000 quả bom các loại. Ngoài ra, tàu chiến thuộc hạm đội 7 của Mỹ bắn vào 5.000 quả đạn pháo từ 175 ly đến 230 ly. Bởi vậy, gần như ở đây mỗi đơn vị chiến đấu, phục vụ chiến đấu đều là những điển hình tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, điều kiện vô cùng gian khổ và không ít hiểm nguy. Cầu Cấm trở thành di tích lịch sử quốc gia. Đó là một cái niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc, của tỉnh Nghệ An nói chung, và đồng thời là đặc biệt là của tiểu đoàn 16 chúng tôi. Bởi vì tiểu đoàn 16 chúng tôi đã chiến đấu ở đây 2 năm trời, đã có trên 100 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại đây. Thì tất cả cái nguyện vọng của anh em chúng tôi còn sống và những người đã phục viên chuyển ngành đi khắp mọi miền đất nước, đó là đáp ứng với cái lòng mong mỏi của chúng tôi. Với nhiều chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 4 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia địa điểm Cầu Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sắp tới nơi đây cũng sẽ có một khu tưởng niệm để ghi nhận và tôn vinh những hy sinh lớn lao của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ tại địa danh Cầu Cấm này. Để phát huy truyền thống trong của các thế hệ đi trước, để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này, thì sắp tới đây huyện sẽ thực hiện việc quy hoạch và xây dựng cái tượng đài chiến thắng máy bay Mỹ và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại địa điểm Cầu Cấm này. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh ngay nơi cung đường máu lửa năm xưa. Việc xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Cầu Cấm và xây dựng khu tưởng niệm nơi đây là sự tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.